Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà một trệt một lầu. Thì đây là bờ kè Tầm Du. Thì khu vực này là phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì sát bên chợ Tầm Du luôn, sát nhà cao tầng của Vincom của Cần Thơ ha. Đây là cái cầu Hưng Lợi. Còn quay qua đây là cầu Trần Quần Na. Thì thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, một căn nhà gần bờ kè, cách bờ kè khoảng chừng đâu đó chừng 200m, cách chợ chừng 300m nha. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm một căn nhà một trệt một lầu thì xem tham khảo trong hẻm 287 78 278 đường Thành Du, phường Hưng Lợi, quận Kiền, phố Cần Thơ. Thì trong hẻm này sẽ chạy vô cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà ha. Thì cách bờ kè này khoảng chừng 200m là tới bờ kè này. Thì để từ vị trí đường này, đường lộ giới này thì lộ giới 30m. Cách đường này chỉ 200m là tới đường 30m này ha. Cách cầu Hưng Lợi khoảng chừng 350m là tới cầu Hưng Lợi. Thì đây là cái hẻm để đi vô vị trí nhà. Hẻm này thì ô tô vô được luôn nha. Thì có cái xe xe tải nó chở đồ chuyển nhà vô gần sát bên chỗ cái nhà luôn. Cách chợ khoảng 250m là tới chợ rồi. Thì quý chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế. Khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán diện tích bề ngang 4m2, chiều dài là 12m chấm mấy, thì 52m2 sử dụng trên giấy. Pháp lý là sổ hồng thổ cư đã hoàn công, sử dụng một trệt một lầu là 105m. Nhà thì ngay ngã ba luôn ha. Thì chạy thẳng vô đây. Vô đây đường thì nó chỉ 3m, đường ngoài thì khoảng 6m. Đây xe tải đậu ngay đầu hẻm này luôn. Nãy có xe tải nó chuyển đồ đó trong đó luôn. Nhà một trệt một lầu mới 100%. Đường này đã nâng cấp đô thị lên rồi. Có cống thoát nước ngay trên giữa luôn nha. Thì vị trí nhà thì ngay chỗ này ha. Từ cái mí hàng gà xanh này nó sẽ đi qua tới cái mí bên này ha. Một trệt một lầu có hàng gà phía trước quay về hướng tây bắc. Lộ giới trước nhà thì lộ giới 3m, tải nhỏ vô tới vị trí nhà thoải mái luôn, nó có xe tải đằng đó luôn ha. Còn cái đường này sẽ đi vô trong nữa nha, nhà cửa khu vực này rất là đông đúc. Thì nhà có cửa gạo phía trước và cửa bốn cánh kiến cường lực. Thì phòng khách tầng trệt thì phòng khách và một gian bếp và có sân sau nữa. Diện tích bề ngang 4m2, chiều dài là 12m mấy, thì 52m2 trên giấy. Sử dụng một trệt một lầu là 105m. Hợp lý là sổ hồng thổ cư đã hoàn công. Với cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì đến coi. Tới khi gửi thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Hết phòng khách thì vô đây nhà vệ sinh phía này và gian bếp thì trong cùng. Nhà phía gian bếp thì dán gạch lên khoảng 1m rưỡi, kệ bếp thì âm tường 2 tầng. Ở bên đây thì có sàn nước ở bên đây. Đây là cái sàn nước của nhà mình luôn ha. Khoảng bề ngang 1m, chiều qua 1m rưỡi.
Rồi mời quốc chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu. Đây là phía trước của cửa nhà ha. Nhà nằm ngay ngã ba trong khu dân cư ha. Này hẻm 278 Tầm Du, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì nhà thiết kế thì có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Thì có hai phòng ngủ thì ở trên lầu, đây là nhà vệ sinh ở trên lầu ha. Dán gạch từ dưới lên trên. Màu gạch thì màu hai màu phối hợp nhau, màu trắng với màu đỏ ha. Có cửa sổ ở phía trên sau. Trên trần thì đóng lo trần là không xốp nè. Nhà mới 100% luôn. Cửa phòng thì cửa gỗ, bán kính trong vòng 500m thì cũng đầy đủ tiện ích hết. Ra Đại học Cần Thơ thì khoảng chừng 2km. Này thuộc trung tâm của thành phố Cần Thơ, nhưng đại học thì phải chạy vòng qua. Kế bên trường cao đẳng đường 30/4. Đây là phòng ngủ ở phía trước, rất là rộng rãi. Phòng này diện tích là ngang 4, chiều dài khoảng 5m mấy, 6m. Có hành lang ở phía trước đây luôn. Cột điện thì bên kia đường lộ ha. À, nhà cửa khu vực này rất là đông đúc luôn. Thì số điện thoại 0396400040 để dẫn quý chú anh chị em mình đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá dao động là 1.950.000.000. Sở hữu ngay một căn nhà một trệt một lầu tại trung tâm thành phố Cần Thơ, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ha. Kế bên chợ Tầm Du, kế bờ kè Tầm Du luôn. Cách bờ kè khoảng 200m. Cửa phòng là cửa gỗ. Nhà mới 100% luôn nha. Đây là hướng cầu thang đi xuống ha. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem. Thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Sẽ có những vị trí nền hoặc những vị trí nhà gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Yeah.